Đẹp quá. Hồng quả đang chín rồi, Đang chín đấy. hồng cổ tháng 10. Còn hồng Tết thì nó quả giờ nó còn xanh. Đến từ giờ đến Tết vẫn còn, xuống xương vẫn còn. Hồng kia nó đến tháng 2 nó mới rụng. Đây đây, đang quả này đang chín rồi. Cái hồng cổ các bạn nhỉ, đẹp chưa? Đây quả đã chín rụng như này. Quả bé nhỉ. Quả này nó chỉ thế thôi. Và rất là sai quả. Tuyệt vời, cây này làm cây cảnh tuyệt vời. Và cái này có không gian rộng. Đấy. Có công viên, công viết thì hay đấy là nhà giàu, biệt thự. Biệt thự. Vâng. Nhà anh độc đáo bé nhỉ? Ừ. Không làm đào to à anh? Không làm to, đây các con nó đi lên hết từ giờ, nặng lắm không làm được. Và nó cũng nhiều công. Nhiều công lắm. Vâng. Giờ đi săn lùng xa lắm. Chung là làm cái gì nó cũng vất vả. Đấy, vất vả, đi săn lùng đêm hôm ngủ trọ ngủ trước cũng mệt lắm. À. Vả rúc rích. Có tuổi không đi xa được đâu. Cái này vánh gỗng to phết đấy. Trong cái bào cái hồng nhân hậu to lắm nhưng mà đây là hồng cổ. Không có rồi ạ. Không, 30 năm hết. À thế à? Anh năm nay bao tuổi rồi? Thế thì nó 50 này. Thế mà có, nó có mục biết gì đâu, vẫn khỏe mạnh này. Okay. Quả ngọt lắm anh nhỉ? Quả ngọt lắm nhỉ? Đường kia mấy quả chín rụng rồi đấy.